cũng là chính là nơi mà cũng như tôi cũng nói là pin chén rượu, pin cột cờ, pin xem hoa nở, pin chờ trăng lên. Và dưới thời phong kiến ấy, thì các chị để ý đúng đây này, hầu hết các nhà cổ được sử dụng tượng kiến trúc do bằng gỗ. Và cái An là một quốc gia ảnh hưởng bởi lăng đèn của văn hóa phương Đông như này. Dưới văn hóa phương Đông chúng ta thì tất cả các ngôi nhà cổ An xây dựng cái gì đẹp nhất, cái gì tinh túy nhất, cái gì linh thiêng nhất bao giờ ở bên trái. Vào trong ngôi nhà thì bàn thờ tiên ở bên trái này. Ngồi trên là bên trái kia. Và cái cụ chúng ta là đứng đây này, ngày xưa cụ ngồi đây, cụ đứng không, không ngồi đây đâu, đây chỉ để lấy cái phép đứng này ra đây thôi. Cụ đứng không ngồi ở đây, cụ đứng không ngồi thì bên kia cũng một bàn ngồi họ kéo cái rèm xuống, kéo qua cho anh nhìn, còn bên kia thích mua thì mua chứ có chuyện gì thì có chuyện. Còn ngồi bên kia không khí này, cụ đứng nhà, đàn bài, cụ đứng nghe, cụ đứng nghe, cụ đứng nghe.